Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của Minh Râu nhé. Mấy bữa nay sau lễ mùng 2 tháng 9 mưa gió bão bùng quá, đâm ra là hàng rau lên giá, nhiều mặt hàng lên giá đột biến anh em ạ. Tại vì kinh nghiệm của mình đấy, rau bao nhiêu năm nay là cứ mưa bão là rau nó mắc, một số mặt hàng nó sẽ mắc. Thứ nhất là do là bị dập rau, thứ hai là người ta vận chuyển đi những nơi vùng bão ấy. Thôi bây giờ mình đâu dẫn mọi người xuống lấy hàng nhá. Hôm nay phải mang can nước giặt theo cho con bé kia, nó giặt biết bao nhiêu lần rồi mà toàn quên thôi. Nó giặt can 10 kg, lúc trước bán thì can 10 kg hết rồi. Giờ xuống đưa nước giặt cho nó rồi đi lấy hàng rau luôn. Tình hình chợ hôm nay trước mắt là thấy rau muống là rẻ đó, rau muống này mình đâu nghĩ là nó sẽ rẻ đó. Còn những mặt hàng khác thì giờ xuống phải coi thị trường mới biết được. Không biết hôm nay con bé đấy nó có bán hay không. Thế anh Mười, tình hình hôm nay bí xanh cho để 6 vậy? Cái này chắc ế tuần chưa? Cái này ế tuần chưa? Hơn tuần rồi hả? Bao nhiêu ngày rồi mà sao nhìn để nhìn 6 vậy? 10 ngày hả? 10 ngày đó hả? Cái này không thanh lý đi để hư đó quẩn. Lô hàng mới đâu? Mới cắt dây lúc nào rồi. Một đợt này thấy hàng nó nhỉnh lên mà. Nhưng mà mình chịu nổi nó sức ép của Biden rồi. Không, chịu nổi hả? Thôi buôn bán có lô này lô kia, có tháng này tháng kia. Nhưng mà thua không à? Giống như em mình bán nước giặt cũng có tháng én hoài lầu, nên có tháng lỗ, có tháng hề vốn, có tháng bù, có tháng lời. Bây giờ giao nước giặt cho con bé Nhung đi, nó giặt biết bao nhiêu lần rồi mà chưa giao cho nó được. Hôm nay không biết có hàng gì rẻ không biết á. Trước mắt là thấy có rau muống kìa lắm. Cái gì? Đây con... Này! Sao hôm rồi đứa hàng nhiều vậy? Nhung em! Anh phải thức cả đêm á, để anh ghi nhớ là phải mang nước giặt đi cho em này. Hôm nay phải mang anh được. Không. Bình thường anh bán cho người ta là 390, lúc trước là bán 420 một can 10 lít này. Lần sau bán 390, mà anh cũng lấy em 390 mà thôi, anh tặng cho em ba cái chai này. Thế là chờ, chờ anh có lại có quà. Biết sao, giặt chắc cả tháng hơn tháng rồi hả? Mà anh toàn quên không à. Chắc mai mua mốt anh phải chở một xe đi anh bán tiếp rồi. Tại vì giờ mới ngày nay đi lấy hàng người ta giặt nhiều rồi, người ta xài gần hết rồi. Hôm qua sao anh kêu đưa em đi mua dùng với em không có hả? Em đi chợ mua. Không có hả? Vậy thôi. Cái gì? Dở hả? Có hàng đẹp không? Anh vào mà tối em chẳng thật. Không, cứ đẹp với như em là ăn ngon là cành đào rồi đấy. Nhìn thấy em là anh nghĩ là hàng em sẽ đẹp đấy. Đưa đứa hàng của em ra đây anh coi coi. Ôi hàng của em phải giấu kín vậy hả? Hàng của em để dành cho anh rồi, là hàng thiết rất là. Anh em coi à, có hàng đẹp cho anh. Đúng này em Nhung này, người sao hàng vậy anh em ạ. Đồng với anh kia em coi này, nó phải múp máp múp mĩm mà phun phún như vậy nó mới ngon. Anh em coi này, bẻ nó tạch này, tạch này, thấy không? Đấy, ok. Hàng em thì hàng VIP thật nhưng mà giá nó hơi cao, nhưng mà đương nhiên hàng VIP thì giá nó phải cao rồi, đúng không? Ô, đồng với em này giá nhiêu em? 28 ngàn. Vẫn 28 nè, không xuống được nữa à? Sao em không bán cái loại búp này này, anh khoai bán cái loại búp này này. Này cái gì em? Mua gì anh? Em có 3 ký à? Mấy? 3 ký à? Mấy? Mấy đây mấy? 3 ký. Em cân khoảng 3 ký. 3 ký hơn 3 ký này 80. Ôm sao bán rẻ thế? Gặp mấy anh đẹp trai còn bán rẻ. Em này gặp em là anh nào cũng chưa đẹp trai hết á. 3 ký 2 đấy mà em đây. Thôi về rồi anh nhá, rồi nước giặt anh gọi như là ba cái chai này là anh tặng em là vì lý do là anh quên đâu nhiều lần quá. Cái này là có nước rửa chén này, nước lau sàn này, tại bồn cầu này. À, đấy. Dù sao cũng cảm ơn em đã chờ đợi anh để sử dụng hàng của anh. Đúng, cái này em bán rồi. Không còn nữa. Rồi tính tiền cho anh hôm rồi luôn đi em. Hôm rồi về với mướp. Đùa mấy, đùa mấy. Rồi. 380 mà trừ đi 390 phải không anh? Cho nó trừ 390. Về xài được lần sau em giới thiệu bạn bè xài giùm anh nhé. Anh chuẩn bị ra dạng túi và đợt tới có giá tốt hơn rồi đấy.
Tổng bao nhiêu em? Còn 390, 780, còn 390. Rồi 390. Em hàng tới chiều được nhiều em lại ăn luôn. Ok. Hàng của anh sẽ không làm cho tụi em thất vọng đâu. Yên tâm. Đấy em mới chờ anh đấy, chờ tháng rồi. Hơn tháng rồi. Hơn tháng rồi. Rồi cảm ơn em nha. Chờ anh Minh. Có gì đem cái này lên giùm anh nhá. Xe anh đậu ở trên đây này. Ơ Ly em. Nhỏ này. Tại sao hôm rồi anh nhận kêu đưa một cây thảo quất hai cây? Hả? Tại em ớ. Ế lòi ra để đưa được con tinh chất tốt không? Không em đưa có hai cây sú. Em bớt. Anh kêu đưa một cây sú thì đưa một cây thôi, đưa hai cây nào hôm nay anh không dám lấy sú này, lúc này anh đi thấy còn quá trời. Chợ ế lòi lầu lên đưa cho cố vào. Ế lòi lầu đấy hả? Nòi le luôn. Hai trăm tư không? Hai trăm tư. Đứng tiền. Rồi cho lên luôn nha. Lần sau mà anh nhận một món mà đưa hai gấp đôi lên là anh trả tiền gấp rưỡi rồi đó. Nói trước. Nói nhiều lần biết rồi, nhức hết cả đầu. Của anh tổng nhiêu tiền? Số hôm nay bao nhiêu vậy em? Siêu VIP. Siêu VIP nhất. Hàng em lúc éo nào chạy siêu VIP. Số 250. 650. Cái gì đây? Cà. À, 4 gì à, 6, 7 rưỡi 7 rưỡi với lại 4, 8 1, 1 bao nhiêu? 1, 2, 30 1, 2, 30 đấy, mua 1 chẵn thôi. Đấy, 1, 2 thôi. Có quả hồng Đà Lạt ở đấy, ngon lắm. Cái gì? Quả hồng Đà Lạt. Hồng Đà Lạt đó hả? Vâng. Ngon không? Siêu ngon luôn, ngon. Đâu gọt trái ăn thử coi. Ủa không có hồng vuông, hồng tròn nữa hả? Hồng hồng này nay giá nhiêu rồi? Đi anh 23 đi. 23 ngàn vốn hả? Ừ, 23 ngàn về bán bao nhiêu? 25 hả? Bán 35 hả? 40, 35, 40. Đẹp nó bán 40 ngàn. Ghê vậy. Mà tí nữa bán giá này tí lên kia trên trời trái cây nó sổ ăn có mười mấy hay mười cháu? Có. Không. Đồng mùa không ai có. Với lại trái cây lâu lắm rồi anh không bán. Ế quá. Để lần tới em mới bán lại. Rồi hết nợ nhá. Vâng. Thôi hôm nay chắc không lấy gì đâu. Nay nãy đi thấy kẻ thảo bắp cải con đầy. Rồi xuống đi trả nợ cho anh cọp cải chua cả. Cọp. Dạ. Cà chua hôm nay giá rẻ hơn không? Rẻ hơn đó. Bao nhiêu? Em chịu. Cà này xấu quá. Có cái điểm con kho luôn. Cà này xấu quá. VIP. Hàng VIP hôm nay bao nhiêu? Còn hàng cà chua sạch bao nhiêu? 55. Rồi tiến tiền nợ coi nó không đổi coi. Hôm nay là giá cà chua là rẻ xuống anh em ạ. Cà này hôm nay giá còn có 550 một két. Còn cà kia thì còn có 300 mấy à. Rẻ xuống thôi, nó rẻ xuống thì mình bán rẻ xuống. Nhưng mà mình thì mình thấy lấy hàng đẹp không ạ? Thấy đứng tiền cho anh em ơi. Ô ớt chuông này mày bán cả mấy cái ớt này nữa hả? Khi nào ế nòi không bán được thì gọi anh nhá. Bán siêu rẻ. Ớt này ba màu là giá nhiêu? Xanh vàng 25, đỏ 30. À, đỏ đắt hơn tí hả? Phải thêm 9 tới 7 hả? À, về đây bé có đem rưỡi chảy quá. Không. Má giờ lấy hàng về chiều. Chiều nó có mưa. Hôm nào tao thấy có thằng nào vô đòi nợ mày vậy? Chắc mày đi tay vịn không trả tiền đúng không? Ông thì ghé thanh toán hết mấy cái khoản nợ rồi đó. Ghé em dưới này coi. Minh em Minh, anh gửi tiền em. Tình hình hàng hóa hôm nay thế nào rồi em? Cái gì? Đẹp đẹp đóng cái ngồi đôi chấm đoàn trước à... Rồi tính tiền anh không rồi đây, không ghi luôn giờ ngồi nhậm. Nhanh mà, có hai ngày á. À. Cái gì với gì anh nhớ, em nhớ không? Có chứ. Này còn nhắn da trâu gì nữa nè. Bây giờ cốt rồi. Qua là một cây hành. Hành. Cùng bút mê cốt. Bút rồi ok. 180, 250, 250 với cái này 100. 75, 50 cốt 100 hôm qua cây hành. 300, cùng bút 200, 200.
4, 7, 8 triệu 055 ngàn. 50 được không? Được. 1 triệu. Rồi xong. Hôm nay thì hành không lấy rồi. Wow, con nhiều quá. Búp hôm nay bao nhiêu? Búp à? Nó 251, mình đi người ta 23 đó. Xoăn bao nhiêu? Xoăn đó 18 này. Rồi lấy 5 cái xoăn với thùng búp. 82, 81, 82, 82, 82, 82, 82. Gì? 300 đúng không? Nó lấy cúc, nó lấy cúc nữa. 5 ký thôi. 5 ký 100 đó là 400. Rồi, chợ đà, giờ chiều nó hay mưa lắm. Lấy nhiều hàng về bán toàn nấy lo vậy không ạ? À, tí có hàng gì mà không bán được thì gọi ăn. Mà phải siêu rẻ cơ. Cái gì? Đâu cần đó hả? Bà bị sao đi bệnh viện? Bà hôm qua bà chúng rõ đây cầm nhập viện tận tâm rồi. Không? Tình hình sao rồi? Còn đây là ai? Con... con gái hả? Rồi đấy, hai bó mới bán cho. Hai bó bao nhiêu tiền chị? Bao nhiêu? Rồi thối 20 luôn. Bà khỏe chưa? Bạc Hà nãy đi thấy nhà thấy còn nhiều. Hôm nay là không lấy bạc Hà, nãy thì lấy dùng cho. Cái gì tí gửi á, cái nó đem lên coi cho. Đang ở bên này. Giờ hôm nay có hàng gì rẻ không Thảo? Bí thôi. Bí hả? Tưởng có hàng gì siêu rẻ thôi, để tí nữa anh lấy hàng sổ chiều cho công nhân. Nhận hàng cho em. Nhận hàng rồi đem lên giùm anh đi. Bà câu. Hôm trước tôi lấy có cả bầu mà sao bà kêu bà không ghi vào đấy là sao? Bà không ghi nhưng mà hôm đấy có trả tiền bầu cho bà. Tại vì hôm đấy có bụi bí là không lấy thôi. Trả bầu cho anh còn kiện cáo gì nữa. Cái gì? Ủa chứ ta đưa bầu cho anh. Mời về, về tôi nói bà chắc bà quên là không ghi á. À, trước đây con lấy mà. Hổ quang này bao nhiêu? 13 ngàn. Bao nhiêu? 13 ngàn đó hả? Sao bà không bán 20 cho nó chẳng? 20 ngàn cũng không thế. Giờ tôi trả bà 15 ngàn được không? Không. 2 ký. Không. Thôi 10 ngàn đi. 15 ngàn 2 ký á? Giờ mà mua đi. Qua trang này bên châu ạ. Đầu đũa này nhiêu? Đây 10 ngàn. Đủ 10 ngàn à? Sao bó này nhìn xấu vậy? Bó này nhìn xấu quá. À, đầu đũa tính 80 thôi. Bầu bí hôm nay nhiêu? Bầu 12 bí 8. Sao bầu này đắt vậy? 12 ngàn ký bầu. Mấy bữa trước anh em mình mua có 3-4 ngàn à. Bà đừng có lợi dụng mưa bão và lưng giá lên cho cố vào nha. Ờ. Sao bầu đắt vậy? Bầu giờ anh lấy 10 ngàn, cái mua được anh mua, cái giống anh 10 ngàn. Không, khổ qua tính bớt đi, khổ qua tính 10 ngàn thôi. Nha. Khổ qua em không bớt đâu. Giờ rút cuộc giờ cái hàng gì bà bớt được, bà nói tôi nghe coi. Bà lấy 12 ngàn. Rồi dưa neo bao nhiêu? Dưa neo rồi hết rồi. Dưa neo hết rồi? Đủ. Không biết mua được dưa đâu. Không biết mua được dưa hả? Kỳ lý do tại sao rồi? Mưa nó hư hết rồi. Sao? Mưa nó hư hết rồi. Mưa đã hư hết rồi. Đó anh em thấy không? Cứ mưa, gió, bão, bùng á, là hàng rau, hàng na kim á, là nó sẽ lên giá, là lý do là nó hư, nó dập. Với này người ta chuyển hàng đi đúng không? 3 ngàn đâu còn hoài 3 ngàn. Ờ đúng rồi. Bởi vậy hàng hóa nó có lúc đắt lúc rẻ. 3 ngàn người ta đủ nợ rồi. Ê tôi hỏi bà nhé. 3 ngàn nếu đủ thì tiền. Đúng rồi. Ví dụ tôi mua đây 3 ngàn này rút cuộc rồi người ta mua vườn bao nhiêu? 2 ngàn hả? Mua nhà 5 ngàn, 3 ngàn vốn. À. Mẹ lại đi sổ, lỗ lồi con mắt ra. Tôi đang quay YouTube đừng có chửi thề với con tôi là khác đâu. Bây giờ đóng cho tôi 20 ký khổ qua đẹp nhá. À, với lại 10 ký đậu đũa, với lại bầu bí không lấy, bí để tí nữa mấy bà bán sổ rẻ nãy. Có đồ bắp đẹp không? Hết luôn. Hết đồ bắp đẹp rồi. Nó có đường ở đâu mà có. Rồi tính tiền đi. 240. Khổ qua 240, với lại bầu đưa 20 ký đi. Bầu 200 đó 540. À. 240, 540 hả? 530 thôi. Không, đừng có hớt nữa đâu. 540. Mấy món? Đậu đũa, uống qua, bầu. Bầu, 20 ký bầu với lại ấy nha. 20 ký uống qua, 20 ký bầu, 10 ký đậu đũa. Vô neo hết rồi hả? Hết rồi, vô neo mấy người này tao lấy hết rồi đúng không? Không chia cho tôi được nửa ký hả? Nửa ký. Chia tôi nửa ký tôi về tao đắp mặt rồi. Thôi, ông mua dễ mua. Ông xin người ta còn cho.
Ê, bà nói tôi xin ở đâu, ai cho chị tôi coi, ai cho chị tôi coi coi. Không có đâu. Giờ nếu mà đi xin mà bà phải làm gương trước đi. Giờ tôi xin bà cho, bà phải làm gương trước, bắt đầu mấy người kia người ta mới học theo người ta cho. Ơi đem đây này nhá. Đó. Bây giờ là dưa neo, tình hình là dưa neo hút hàng, không có dưa neo lấy đó. Ghé chỗ này còn dưa neo không? Tình hình hàng đợt này là hơi căng nè, dưa neo nè. Hôm nay có hàng gì rẻ không Nam? Có hàng gì sổ rẻ? Rẻ bây giờ bên chợ nó vừa vừa. Cái vừa vừa hả? Xanh 7.000. Bị xanh gần nhiều kìa. Ủa sao hôm nay ở đây không thấy dưa neo vậy? À, vừa này dưa neo đi đâu hết rồi? Chị Trâm, hết dưa neo rồi hả? Cái này bí xanh hay dưa neo ơi? Chị Trâm, cái này bí xanh hay dưa neo vậy? Bí xanh được, dưa neo cũng được. Cái này dưa neo này, theo anh em nghĩ dưa neo này nào? Cũng phải làm gì? Chị ấy, hỏi thăm mấy người, cái này bí xanh hay dưa neo vậy? Dưa neo hả? Dưa neo sao nhìn to vậy? Dưa neo này dưa neo giống mới. Không, dưa này về chắc chỉ có đắp mặt với đắp mình thôi chứ anh em coi dưa neo này thì về làm gì được. Chị Trâm ơi, dưa neo này về chỉ có đắp mặt thôi đúng không chị Trâm? Mà hỏi thật nhá. Giống tốt hả? Dưa neo này chị bán cho ai đấy, giao cho ai đấy? Quán. Quán à? Quán người ta bán cái gì? Em xài bán bún hả? À, bún thịt nướng này. Chứ cái dưa neo này mình mà bán ở chợ mình là không bán được đâu. Dưa neo này chỉ bán cho mấy em nào mà lấy về xài đắp mặt, đắp mình á. Đào nó nhanh, đúng không? Không còn dưa đẹp à? Này, mướp này bao nhiêu? Đợt này cái gì cũng đắt đấy nha. Thôi để em đi đảo một vòng coi. À, không có gì để mua cho bà Trâm nhỉ? Thôi để đảo vòng đi tí. Ờ, bí hồ lô bao nhiêu chị Trâm? Đẹp ơi, đang bán 8.000 lấy cho 7.000. 7.000 hả? Rồi lấy 3 bọc đi, 3 bọc 200 nhá. Này gì em ơi? Rồi chở 3 bọc bí hồ lô đẹp lên đi. Hàng VIP á. Chở 3 bọc bí hồ lô lên giùm anh coi. Bí hồ lô là bí độ hồ lô này. Giá 7.000, về bán vui vui bán 15.000, buồn buồn bán 13.000 được. À, gặp gái đẹp bán 10.000 được. Đem hàng lên cho em. Rồi anh ơi. Thôi ok, giờ đi lượn vòng xuống đây coi. Chọn gặp anh Minh. Dạ, yeah, chào anh. Buôn bán đỡ không anh? Đẹp lắm. À. Có gì sổ rẻ không? Thôi để tí nữa đi sổ, giờ chứ phải giờ sổ. Ủa lẽ giờ mình lấy mấy được mấy món quên mẹ rồi. Ủa tắt cái rẻ quá à câu. Tăng mấy chục á? 80 thôi. 80 mua hết nha. Không, 80 mua nửa bọc thôi. Hai bọc ấy. Một bọc thôi. Tắt cái kia lấy đúng không anh? Hả? Anh đứng kia lấy tắt không? À, thổi 120. Lấy rồi, lấy đặt kia đúng không? Rồi đeo bọc tắt lên luôn đi. À, dưa neo giờ không có dưa neo mà đây. Có phải có bà Kim không? Rồi đi xuống coi hàng hóa, hàng rau xanh như thế nào. Rồi, mua cây cải dưa mà trời mưa về người ta có phơi được đâu. Mua cải dưa về muối nó hơi hơi căng. Tình hình chợ hôm nay là có mỗi bí xanh là chắc là hơi rẻ tí thôi. Ơ dưa neo bao nhiêu Thảo ơi? Thảo em 17.000 hả? Đắt thế. 16 hả? Đưa anh đẹp không em? Đẹp. Nợ cho anh hai bọc đẹp đi. À, hai bọc là bao nhiêu ký vậy? 30 ký, 480 đúng không? Rồi thôi anh hai chục. Đợt này không thấy đậu rồng nữa Thảo. Đậu rồng á? À, ok, gì đem đi giùm anh nhé. Anh em thấy không? Dưa neo này lấy vào 16.000. Lấy vào 16.000 là phải bán 20-25.000. Vô coi tình hình khoai lang hôm nay nó lên là nó xuống rồi. Thằng Quân bán khoai lang đâu ta? Thằng bán khoai này đi đâu rồi? Khoai này tí quay lại đây.
giờ đi tìm chưa biết đây cái gì nữa, để đi đảo vòng coi. Vòng đi coi hàng rau xanh hôm nay đắt hay rẻ. Theo mình nghĩ là chắc là giá cũng hơi gắt đấy, tại vì mưa gió quá mà. Có hàng gì sổ rẻ không? Không có hàng sổ rẻ nha. Không hàng gì sổ rẻ hả? Không có gì sổ rẻ bây giờ. Không có gì sổ rẻ hả? Mười mấy ngàn. Cái mỏng vậy mà không đưa hả? Không được nó. Sao? Sao? Đưa cho bớt thì mày lên đào chưa? Đưa rồi. Sao sao nó mắc vậy chiều? Em không biết, nó tự nhiên nó mắc. Alo. Nghe thấy không? Mưa gió xuống là rau rất là mắc, nó dập hết. Thôi đi đảo vòng ở đây coi. Được rồi. Ra đây, ra đây, ra đây, xử tội coi. Giấy đâu tính tiền coi. Ra quán của mình kìa. Hả? Để đây. Hàng. Rau này rau cần nước hay rau gì vậy? Sao thấy bà đóng ở đây đẹp lắm mà sao nhiều hôm đưa không được đẹp vậy? Lý do sao vậy? À, cần này cần khác hả? Đây giấy tính tiền coi, hàng hóa hôm nay đắt rẻ sao biết được coi. À, đóng 10 kg đậu bắp hay đậu rồng đâu mà nó ăn? Hết đậu rồng nữa hả? Sau chịu khó chừa tôi 5 kg đi, ngày nào mà tôi không lên thì bỏ ra bán sau. Anh em thấy không? Hàng mà nó hút, nó mắc là nó thiếu hàng, không có hàng để lấy đâu. Đi giấy tính tiền mà đoàn ơi. 5 giấy chứ. 5 giấy cho tôi chưa? Còn nước giặt không? Đấy. Để mai mốt tôi chở một xe lên tôi bán ở cái chợ này đã. À. Đâu nãy đem cho con bé kia nó giặt cả hơn tháng nay rồi. Hôm nay mình nhớ đem cho nó. Hết rồi hả? Mai tôi mang lên cho. Với lại mai đừng có mua nhiều, mua đất thôi, để mai mốt tôi giảm giá mua nhiều. Đưa bỏ rau ngót đi, rồi đầu rồng hết rồi hả? Còn cái nhiêu đây đi hả? À, còn nhiều cân nhiều cũng được. Còn ớt bán ớt. Ớt thì mình về mình bán đắt lên tí. Đậu rồng này giá nhiêu bà Loan? Nên nữa rồi. Hàng tôi có lên đâu mà hàng mấy bà lên mạnh vậy. Hả? Giờ xuống chợ dưa leo cũng lên mười mấy ngàn ký. Bầu cũng 10.000, 12.000 ký. Mướp bao nhiêu? Mướp này bao nhiêu bà nào ăn? Mướp này hả? Đây anh em coi nè. Mướp này là bên đâu khoái bán cái loại mướp này nè. Mướp hương. Thứ nhất là mướp này nó đắt hơn là mướp kia chút, nhưng mà bán nó dễ bán. Mình đâu đi lấy hàng á, không phải là dốc như thường lấy hàng VIP không ạ. Khi nào mà không có hàng VIP thì mới lấy hàng vừa vừa. Rồi mướp này để tôi nhá. Mướp rồi đậu rồng 10 kg đậu bắp nữa. À, rồi cái gì nữa? Cái gì nó quên mãi hết rồi. À, bó ngót. Bó rau ngót. À, con bé bán nước này nó nghỉ rồi. Nhà bà tính ra xài nước giặt cũng nhiều, nhà có mua dùm cho ai xài không mà. Bà xài ớt thôi, bà đổ ớt thôi, đừng có đổ nhiều quá. Kêu nó đổ tiết kiệm lại, bà xài đổ cho cố vào. Thấy mua của tôi lần nào là đấy mấy thùng không à. Em làm điếu anh. Ở nhà mỗi lần bà mua mấy thùng không à. Về. Hôm nay không có số hào à? Không có rồi. Cái gì? Số hào hả? Đẹp không? Bao nhiêu ấy? Rồi ok. Này 140.000 một bọc mà về người ta mua, người ta vặt ná thì thành 16-17.000 á, phải bán 25.000 mới có lời. Chị công nhận không? Em để cho người ta mà không cần. Thôi em chăm. Sao hàng mấy nay hàng diện đắt nhỉ? Qua ghé mua em nữa. Hên xui à, em thì ngày đi ngày không. Đúng rồi, không có cứ được. Con lúc thì đi xuống hàng giữa đường kia phát có mua luôn. Bán thêm cả bát. Cái gì? Cả bát. Ôi cả đó ít khi bán lắm, cả năm trời may ra bán lần. Tại vì bán cái hàng đó không có quen. Ghé chỗ đây có gì nãy không?
đây có hàng gì sổ rẻ không? Có. Hàng gì? Dây, được chưa? Hay to hơn nữa. Lấy hàng xong chưa? Được. Sao hàng hôm nay đi lấy hàng, hàng gì cũng cao vậy? Đồ gấp đôi gấp ba không à? Rau xanh đồ cũng cao rồi. Bữa 4-5 trái 10.000, giờ hôm nay 12-13.000. Lấy vô bầu lên lấy vô 12-13.000 hàng đẹp á. Còn dưa leo. Dưa leo 15-17.000. Cái này dự trữ mà anh. Cũng nó bảo tới mà hàng cũng lên. Tao mà biết vậy lúc trước tao mua mấy tấn bầu dự trữ giờ rồi to rồi. Đi nằm ở nhà mày sao hàng không lên á? Hàng không lên nổi đúng không? Cái hàng không lên nổi. Sú ở đây mày không? Sú hả? Ờ. 2 xì rưỡi á. VIP. Bao nhiêu? 2 xì rưỡi. VIP. Xong bán 2 xì thôi. Nếu mà bán 2 xì thì lỗ re bồ. Không. 2 xì rưỡi VIP. 2 xì rưỡi VIP à? Cái này, hay lấy cái này. Lấy 90 rồi, 90 sen. Không thích bán mấy hàng đó. Đây thích bán hàng VIP không ạ? Đau lây. Không, cái này còn VIP mà. Không. Cái này còn VIP. Ừ. Mày chặt cho sạch chặt. Rồi, ok. Má đẹp cực kỳ à. Để 6 giờ khi nào bán 200 không? Không. Không có, em bỏ vô kho lạnh tại vì ba đồ bây giờ mưa giảm nhiều quá. Nên thay vì bỏ kho lạnh tiền điện này kia thôi bán rẻ mẹ đi. Tụi mày còn đâu, còn 10 cục mày nghĩ sao cái bữa trà bá gì 582 cục số rồi mà bán hết còn 12 cục à. Một đêm bán bao nhiêu cục? 582 bịch. Và một bịch nơi khoảng 5-70 không? Không anh, 58 ngàn. 58 ngàn rồi. Chuyện phí ra một mùa 2 can. Đó là 1 năm á. Ngon vậy. Lỡ lên YouTube sẵn nói luôn. Thôi. Em kiếm được 2 canh 10 mấy tỷ. Trời cho. Mấy can? 2. 2 can nữa à? Ừ. Không phải tôi bán mười mấy năm nay chưa mua được can nào đây. Đó, anh bán số lượng nhỏ nhỏ. Không. Su kia. Bao. Một bịch kiếm 82 ngàn. Đồ ngon rồi mai. Mày vốn con 1.5 ngàn. À. Lấy cây sú đi. Đem ra xe dùng coi. Ok. Thôi là 50. Thôi 50 này lấy thêm 10 ký thảo đi được không? Còn thảo hôm nay bao nhiêu rồi? Còn su chén. Thảo là nhiều. Còn dây, cà chua thì cứ một kết thì là 90. Ngon nhau. Rồi. Cà thảo 220. À, đúng là bỏ muối tính ra nồi ngon ha. Ừ, quá ngon. Thôi, để mai mốt đi. Thế là người nào ở thì ở, còn người nào đi thì luôn rồi. Ờ, mai mốt tôi đi mở vựa bỏ muối ở trên này thôi. Bán nẻ cực quá, một lời ít quá anh em ạ. Chú Hào. Rồi thì xách ra ngoài này dùng nhá. Đem ra ngoài xe để hàng đây. Xong chưa em? Là xong em ơi. Hàng hóa hôm nay là tình hình là... Ô anh. Ui. Đợt này buôn bán được nhiều vậy hả? Đợt này 2 người. Mấy người? 2, có đứa em nữa. À, 2 người đi chung một xe. Em cả đi đúng 9 giờ. À. Để cho đi còn nhà nó bán, nó lấy hàng ở Bùi Chu, nó lấy đi muộn này về mẹ. À. 8 giờ về nhà, 1 giờ đi mình đi về. Doanh số một ngày anh bán giờ nhiều không? Bình thường đều khoảng 15 củ không? Không, tốt chứ. Kỳ à, có 15, 10 triệu. Chưa, trước mình chưa có dịch đến không giờ không biết sao giờ giảm nhiều, dù người ta bán ra cho bán nhiều hay sao á. Bán giờ trên nó ra quá, bán nó chừng đó. Bán trái cây chỉ bán đây rồi nè. Đấy, nhà bán trái cây này. Em giờ em không dám bán trái cây luôn này. Sao vậy? Ế quá. Để mấy bữa nữa lấy trái cây về bán thêm lại rồi. Giờ thì lấy hàng xong cơ bản rồi. Đang chờ người ta kéo hàng lên. À, đậu đũa thì hôm nay lấy vào là bà tính 10.000. Đậu ve thì đắt, đậu ve 28.000. Dưa neo thì 10 mấy ngàn. Mà anh em biết thì đấy, hàng mà khi mà nó đã đắt rồi á, là mình không lấy nhanh là hết hàng á. Lấy 5 tờ, dùng con 5 tờ đây. Đậu ve mà lấy 28.000 là về phải bán từ 35-40 mới có lời. Còn mà lấy hàng rẻ quá thì... Nếu hàng rẻ quá thì nó sẽ không bán được mấy. Thôi bây giờ video cũng dài rồi, mình đâu sắp xếp chờ đó, chở hàng lên rồi, mình đâu cho người chở hàng về nhé. Rồi mình đâu kết thúc video đây nhé. Rồi tí nữa mình đâu coi có hàng gì sổ chiều cho công nhân không. Hôm qua thì không có hàng cho công nhân rồi, hôm kia thì có hơn tạ rau muống. Còn hôm nay thì chắc cũng đi rau muống nữa, tại vì rau muống là món rau rất là thông dụng và dễ ăn. Thứ hai nữa là nó rẻ, hợp túi tiền với phù hợp cả khả năng tài chính của mình. Anh em xem video đăng ký kênh ủng hộ giúp mình đâu nhé.
Anh em có nhu cầu mua nước giặt thì anh em coi phần mô tả có thông tin số điện thoại anh em mua nước giặt Vân Đồn ship toàn quốc á. Chào anh em nhé, hẹn anh em về video kế tiếp nhé.